À, các bạn thân mến, đây có một chiếc xe độ kêu bán nè các bạn. Mình quay đây thì các bạn hãy xem địa chỉ, số điện thoại ở trên cái tiêu đề của video nha. Ở đây là thôn Hiệp Thạnh, Đức Trọng, Lâm Đồng các bạn nha. Thì khi mà nếu mà các bạn mua thì người ta sẽ lên máy đồ nổ rồi đàng hoàng cho các bạn nha. Xe này giờ đang để ở đây. Nói chung xe này giờ người ta cũng ít xài. Ở đây mình thấy cầu Y Pha nè. Đó. Dàn thùng dễ sợ chứ các bạn. Thùng khủng khiếp ha. Dàn thùng không chắc mấy tấn sắt. Cầu Y Pha 2 tầng nhíp. Cái dàn dí dưới là cái dàn dưới là dàn nồi luôn á. Dễ sợ chưa. Hộp số nè. Số mà lát bắt men bù lon thấy nhỏ xíu rồi đó. Trời ơi. Số này chắc uran, urẹo gì đó. Nó bánh trước tí xíu à. Động cơ khủng khiếp chưa. Này chắc giờ bán về chay được. Này mà giờ lên cũng mất công hơi nhiều quá nha. Thôi thì kệ nó. Mình cứ quay đi rồi biết đâu chừng bán rẻ rề có ai mua thì ở đây gara mà. Mua thì họ lên lại thôi. Động cơ mình thấy là 6 mấy nè. Cơ không thích. Rồi quay về thôi. Nếu mà bạn nào mà muốn mua thì mình có số điện thoại á. Địa chỉ số điện thoại trong phần mô tả video nha các bạn nha. Bạn bấm vào phía bên cái hình tam giác bên phải của cái video á, trên tiêu đề video các bạn sẽ thấy số điện thoại trong. Nó nằm kéo lên, nằm ở dưới các bạn nha. Rồi, mình chào các bạn.